Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Thủy, phụ trách bán hàng tại salon Toka. Thì hôm nay thì bên salon lại về thêm một chiếc xe cực kỳ đẹp, chạy bằng máy dầu. Còn đây là một chiếc Kia Sorento bản máy dầu, sản xuất 2016, biển thành phố, tên cá nhân, nội thất màu kem. Thì hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán là giá là 695 triệu đồng. Và giá thì em sẽ còn có fix cho anh chị nào qua xem xe trực tiếp hoặc là alo trực tiếp cho em. Vâng, chiếc xe thì rất là đẹp rồi, quý anh chị thấy sơn gần như là zin toàn đố, sơn gần như là bên em đã spa qua và không một vết xước. Chất xe thì rất là cứng. Đó. Lốp thì chủ cũng vừa đã thay một dàn. Cái chất lốp của nó cũng rất là dày, thì quý chị nào mua về sử dụng có thể là chạy thêm được 3-4 vạn nữa thì mới phải thay. Đó. Sơn xi rất là đều, toàn bộ cái phần keo chỉ của xe nguyên bản 100%. Đó, quý chị thấy được cái phần rất là đẹp. Thì sau đây thì em sẽ tiến sát lại gần, mời quý chị các bạn theo dõi cùng em cái phần cúp sau của chiếc Kia Sorento này. Đó, đây là hàng ghế, em đã gập hàng ghế xuống. Toàn bộ cái phần cốp kéo chỉ nguyên bản 100%. Đó, quý anh chị thấy xe rất là đẹp. Toàn bộ phần ốp cốp này không một vết xước. Đó. Và đây là mức tiêu thụ nhiên liệu của nó, là nó chạy ở trong đô thị nó rơi đâu đó khoảng là 8 lít trên 100 cây. Đó, rất là tiết kiệm. Và toàn bộ phần keo chỉ của chiếc xe nguyên bản 100%. Đây là phần, còn đâu là phần nội thất. Ở phần nội thất của nó là ghế da, nội thất màu kem và ghế rất là mới. Và đây là ghế nguyên bản theo xe của nó. Anh chị phải quan sát thôi. Cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Ngồi con xe, chạy con xe rất là thoáng. Đây là toàn bộ phần keo chỉ. Cắt ly. Và toàn bộ cái phần điều khiển lên xuống kính cũng như cụp gương khóa cửa. Nhớ ghế hai vị trí. Nhớ ghế khi mình vào xe và ấn khởi động xe thì ghế sẽ trở về vị trí mà mình đã cài đặt. Và odo của nó là 5 vạn mốt, xe chạy rất là ít. Thế là sẽ lật cái phần khoang động cơ của chiếc xe lên. Đó, phần động cơ này, toàn bộ với phần ốc cabo, keo chỉ cabo là nguyên bản 100%. Tín hiệu đấy, xe rất là đẹp. Đây cũng như là phần dàn ốc chân máy, nó như chỉ đấy được, xe rất là đẹp. Vừa rồi thì em đã báo giá và giới thiệu sơ qua với chiếc Kia Sorento bản máy dầu sản xuất 2016 này. Và giá thì hiện tại bên em đang chào bán là 695 triệu. Thì quý anh chị đang quan tâm có thể liên hệ trực tiếp cho em sẽ báo giá và tư vấn để chị để sở hữu được chiếc xe Kia Sorento này của em. Sau đây thì em sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý anh chị và bạn video tới.